Chibu bùng nổ nhan sắc dưới ống kính người qua đường khi tham gia ghi hình show ẩm thực bên Trung Quốc. Chạy show liên tục tại Trung Quốc sau đạp gió 2023, nhan sắc của giọng ca Anh Ư Ở Lại chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Mới đây, Chibu được bắt gặp trong lúc ghi hình cho chương trình mới tại Trung Quốc. Có thể thấy, dù được quay lại bằng ống kính của người qua đường, nhưng nhan sắc nữ ca sĩ vẫn xinh đẹp, rạng rỡ và không hề bị ảnh hưởng. Xuất hiện với trang phục đơn giản cùng tông make up nhẹ nhàng, giọng ca đóa hoa hồng vẫn toát lên sự quyến rũ, sang chảnh khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ và say đắm. Chibu là cái tên quen thuộc được công chúng trong nước lẫn nước ngoài biết đến sau những thành công trong chương trình đạp gió 2023 tại Trung Quốc mà cô tham gia. Tại đây, qua bao nhiêu cố gắng cùng nỗ lực không ngừng nghỉ này đã đem lại cho cô nàng một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả quốc tế. Trong thời điểm hiện tại, Chibu tích cực tham gia nhiều chương trình tạp kỹ tại nước bạn để nâng cao hình ảnh của mình hơn. Mới đây, chương trình Hương vị Trung Hoa có sự tham gia của 6 người đẹp từ sau đạp gió 2023 như Chibu, Thái Thiếu Phân, Cung Lâm Na, Amber, Ella, Ngô Tiến cùng nữ MC Ngô Hân và nữ ca sĩ Thái Trác Nghi thành lập nhóm trải nghiệm ẩm thực. Các thành viên sẽ cùng nhau ghé thăm các quán ăn địa phương trong 12 thị trấn nhỏ của Trung Quốc và hoàn thành 12 cuộc đấu lý luận về ẩm thực để quảng bá văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Trước đó, Chibu từng có những dòng chia sẻ trên Weibo của mình, thời gian sắp tới chia sẻ hoạt động song song ở cả hai thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Nếu có dự án phù hợp, chia sẻ sắp xếp thời gian để tham gia, chị vẫn sẽ tập trung vào các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh và chương trình thực tế. Cảm ơn tất cả tình cảm của khán giả dành cho Chi trong suốt thời gian tham gia đạp gió 2023. Đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp trong sự nghiệp của Chi. Rất mong mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Chi trong những dự án sắp tới.